Cô nương, khúc nàng đang hát tên là gì vậy? Thiếp sướng chính là khúc đàn thịnh hành nhất hiện nay, Xuân Sơn Hận. Không đúng, ta vừa rồi hình như nghe thấy nàng sướng về hai cái tên, có thể nhắc lại một lần nữa không? Có gì mà không đúng chứ, lẽ nào tiên sinh chưa từng nghe qua sao? Nhân vật chính trong Xuân Sơn Hận vốn dĩ là Thẩm Thanh Thu với Lạc Băng Hà. Ta có thể hỏi cái Sơn Hận gì đó, nó kể về cố sự gì vậy? Chuyện này mà tiên sinh cũng không biết sao? Ta hát tường tận một lần nữa cho tiên sinh nghe nha. Khúc Xuân Sơn Hận này kể về chuyện của Thẩm Thanh Thu cùng với idol Lạc Băng Hà. Chuyện sầu triền miên, cầm đoán không thể nào nói ra.